khám nhỏ của trường Việt Nam về mập, xin trả lời bạn như sau. Điều trị những cái chứng bệnh, một là viêm họng hạt rồi đỏ ở gần lưỡi và lạnh vào buổi tối, thì đặc biệt là có cái bài thuốc đông y rất là rẻ tiền nổi tiếng, một là cây cúc bách nhật. Cái này thì được trồng ở rất là nhiều những cái công viên vì là hoa nó đẹp, và đặc biệt là những cái hoa này nó có thể nở và khoảng 3 tháng nó mới tàn, thì rất là đẹp, người ta dùng ở công viên. Hai là húng chanh, đây là cái vị thuốc lam điều trị cái viêm họng rất là tốt. Cách điều trị thì như nào? Buổi sáng anh chị có thể lấy 10 hoặc là 5, 9 hoặc 10 lá húng chanh to này, cộng với lại 5 bông hoa cúc bách nhật, giã ra cho một ít muối hoặc và đun lên cho nó nóng sôi lên trong để nguội, thì là uống hàng ngày hỗ trợ điều trị cái viêm họng hạt rất là tốt. Đây là bài thuốc lam rẻ tiền và rất công dụng với những chứng bệnh viêm họng. Xin chào.